Ngày 3 tháng 7, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH tưng bừng tổ chức lễ khai mạc hội thao cán bộ giảng viên nhân viên 2022 tại Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH Thành phố Thủ Đức. Hội thao quy tụ 26 đoàn thể thao với hơn 600 vận động viên tranh tài ở 12 bộ môn thi đấu: bóng đá mini nam nữ, bóng chuyền nam nữ, bơi lội nam nữ, đua xe đạp chậm nam nữ, kéo co nam nữ phối hợp, nhảy bao bố nam nữ phối hợp, điền kinh tiếp sức 4x100m nam nữ phối hợp, cầu lông nam nữ và nam nữ phối hợp, bóng bàn nam nữ và nam nữ phối hợp, bóng rổ nam nữ phối hợp, cờ tướng và cờ vua. Sau 2 năm bị giãn cách do dịch bệnh thì hội thao của Công đoàn Trường Đại học HUTECH mới được tổ chức trở lại. Thì với cái hội thao năm nay, tôi mong muốn là tạo một cái sân chơi cho tập thể công đoàn viên toàn trường có dịp giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe. Qua đó tạo cho mọi người có những sự phấn khởi, cái khí thế mới để cho cái gắn kết trong công việc được tốt hơn. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài những nội dung thi đấu đầu tiên. Các nội dung thi đấu sẽ diễn ra vào buổi chiều cuối tuần trong gần 2 tháng, dự kiến bế mạc hội thao vào ngày 31 tháng 8 năm 2022.